Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Sinh tồn hậu tận thế zombie trong phần chơi 7 Day To Day. Và hôm nay đó các bạn, thì mình đã qua được cái ngày nguy hiểm ha, ngày thứ 14 đêm trăng máu, đêm kinh hoàng rồi. Hôm nay là chuỗi ngày bình yên các bạn. Thì ở tập trước mình loot về được từ những cái con zombie đó, rất rất là nhiều đạn nè. Và mình cũng đã soạn ra một cái mớ đồ bởi đây giáp ha, mớ đồ phía bên đây nè, kiểu như mấy cái đồ linh tinh đó bạn, mình đem đi mình bán cho ông bán hàng mới được. Và sẵn thì lấy thêm tiền theo nữa, lấy thêm tiền chỉ là vàng hay các bạn để mình bán ăn. Sẵn hôm nay ghé qua bên chỗ ông bán hàng sang coi ổng có bán cái gì mới không ha, để mình mua luôn, bán lấy ít tiền đem về để dành tích trữ nữa. Hôm bữa mua phát một hết sạch tiền luôn rồi. Và chiếc xe máy của mình thì mình để trên này nè, đêm trăng máu sợ quá dắt cái xe lên trên này rồi cất luôn á. Rồi robot của mình hoạt động ở tập trước rất là ngon luôn. Bây giờ thì bỏ chiếc xe ra thôi, đem đi bán vàng thật bạn. Sau đêm trong máu á, cái chỗ này thì mình sẽ từ từ nâng cấp ra đi. Bây giờ thì chưa đến đêm trong máu đâu, còn đến đêm trong máu thì còn rất là lâu luôn, cho nên cứ từ từ nâng cấp và chỉnh sửa trong thời gian sắp tới. Bây giờ đi bán hàng trước cái đã, ảnh hưởng thành quả của mình. Tại rồi, hello ông bán hàng, lâu quá rồi không quay trở lại với ông bán hàng. Hôm nay ông có bán gì mới không nè? Và bán hết mấy này đi, cái cuốn sách chế tạo là cái máy phát điện gì tiền ra, còn cái áo thì được có 8 tiền các bạn, công thức chế tạo bóng đèn rồi nè. Bán hết. Và hôm nay xem cái ổng có bán gì mới không, vẫn là cái này ha, cái quỷ này bán đắt tiền dữ ăn. Rồi coi súng súng thử xăng được thôi, không có gì mới à. Chủ yếu coi phía đằng sau nè, rồi có cái sườn xe nhà mình có, mình có xe rồi, xe đó là xe mini bike thôi. Và hình như cũng không có gì mới lạ hết à. Chỉ có cái quỷ này bán hoài, ông bán hoài, ông bán không ai mua hết, ông bán hoài cái đó luôn á. Không thấy có súng nha. Không có gì mới lạ các bạn, bán được có 30.000 mấy tiền à. Thôi, bây giờ thì đi về. Hôm nay mình đang dự định á là mình sẽ học cái kỹ năng các bạn. Mình sẽ không sử dụng chiếc xe rác thải này của mình nữa. Rồi chiếc xe chế tạo từ rác thải này của mình nè. Hôm nay mình đang dự định là mình sẽ nâng cấp lên một chiếc xe gọi là xe mô tô luôn các bạn. Xe mô tô chế tạo bằng thép á, xịn sò luôn, sẽ giúp cho mình chạy nhanh hơn. Chứ còn cái xe này bây giờ bắt đầu cảm thấy nó hơi chậm rồi ha. Mình cần có những chiếc xe nhanh hơn để đi đến những cái khu vực vùng đất xa hơn nữa. Cho nên sẽ đi xuống phía bên dưới để mình nghiên cứu. Và để chế tạo được chiếc xe đó các bạn, thì mình cần phải nâng cấp trí tuệ của mình lên. Trong này nè, nâng cấp lên cấp độ mô tô này nè. Mô tô này thì cần phải cho cái não của mình lên cấp độ 6. Cấp độ 6 đây, cấp độ 6 đó, để dành điểm bữa giờ các bạn, đã đến lúc mình sử dụng rồi. Nâng cấp cấp độ 6 là mình có thể chế tạo được chiếc motor trong này rồi. Motor trong này đây rồi các bạn, motor trong này nữa ha, cần có ráp từ những cái linh kiện như là sườn xe nè. Ủa sườn xe cần có thép, còn cái tay cầm xe thì cũng cần có thép luôn. Motor bóng đèn với lại cuộn băng keo với lại mấy motor màu xanh, vậy là motor màu đen, motor màu xanh, motor màu đen mình có nè, motor màu xanh mình cũng có nè, cuộn băng keo như 10 cái à, 10 cái mà mình có 8 cái à, trên lấy keo với lại lấy cái giấy luôn làm thành băng keo. Rồi ngoài ra thì cần có gì mình quên mất tiêu rồi, để xem nữa. Tay cầm thì cần có thép với lại bóng đèn nữa ha, bóng đèn thì mình có nhiều lắm, thép thì trong này còn có 16 cái à, có 16 cái, vậy là mình chỉ có thể chế tạo được cái tay cầm này thôi, thiếu thêm hai cuộn băng keo nữa, chế tạo luôn hai cuộn luôn. Đó, có được thêm hai cuộn là mình sẽ đủ được cái tay cầm rồi. 2 phút các bạn. Còn cái sườn xe này thì rồi thiếu thép các bạn, thép bây giờ là một thứ rất là khan hiếm đối với mình luôn á. Còn cuộn băng keo với là da, cuộn băng keo thì bây giờ có thể chế tạo được thêm 10 cuộn nữa đi. Đó, 10 cuộn dễ ăn. Da thì nhiều lắm, da thì trời ơi, 200 mấy cái rồi bạn. Thép bây giờ mình có thể nung được ở trong cái lò nè, nhưng mà nó bắt buộc là cần phải có một cái anh cái nồi đó bạn, cái nồi đặc biệt á để có thể luyện thành thép được á. Thì để có thể cái nồi đó thì mình sẽ coi, nó tên là cru đúng không, mình sẽ tìm thử cái chữ cru trong này ha. Đây rồi, cru trong này thì mình cần phải có sắt, có thêm đá, có thêm cái này dễ các bạn, đây có sắt rồi, có thêm đá với là thêm dầu với là thêm clay. Dầu trong này mình có
rồi cần có thêm đá nè, đá thì trong này mình có nè, cần có thêm clay nữa, clay trong này thì đây có luôn nè. Ủa trời ơi, đây là các bạn bấm một phát 4 phút hả? Ôi chế tạo cái này đã lâu rồi, còn cái này thì chưa xong nữa, cái này còn lâu hơn đó bạn. Trong khi cái motor kia thì lát nữa phải làm thêm cái khung tường nữa, cái khung tường này chế tạo chắc cũng phải mất 2 phút nữa đó, rồi phải nấu thêm thép nữa, bỏ trong lò nung và ráp ra thành chiếc xe này. Chiếc xe này mình cần có bánh xe với động cơ với lại cái bình ắc quy. Bình ắc quy hình như là mình còn nè, đây còn nè, nhưng mà cái động cơ thì mình hết rồi các bạn, bánh xe thì mình cũng hết rồi. Bánh xe mình có thể sử dụng cái này, cái bình thuốc này để bạn có thể chế tạo được thành cái bánh xe được. Cái này thì chế tạo được. Ok, vậy là coi như mà mình có bánh xe đi ha, có bánh xe, có bình ắc quy, chờ đợi chế tạo cái khung xe nữa thôi. Vậy là mình cần phải đi tìm cái động cơ rồi các bạn. Tìm cái động cơ nha. Đồ bây giờ thì chắc là chất tạo trong gương này đi ha. Đồ chế tạo của mình phải đi tháo những chiếc xe thôi các bạn. Tháo những chiếc xe thì cần có cái đây, cái này đem đi tháo chiếc xe trong lúc chờ đợi ở đây ha. Trời ơi, 4 phút nữa các bạn. Và trong này thì mình có đang còn có sắt trong này. Lấy than ra để mình đốt lên luôn mới được. Phế liệu trong này mình nhiều lắm, bỏ trong này luôn, bật lên một cái, tách ra cất cho trong này luôn để cho nó nấu luôn đi ha. Lát nữa mình sẽ có sắt để mình có thể nấu ra được thành thép, luyện thành thép luôn các bạn. Còn có clay với là iron, 31 cái iron thôi với là 15 clay là sẽ ra được một thỏi á. Có được cái lò luyện phía bên đây là ngon lành liền luôn á. Bây giờ thì lên phía bên trên thôi, mình phải đi tháo xe. Tháo xe là đã đến lúc mình phải hy sinh những chiếc xe còn mới này, chứ những chiếc xe bị hư á thì thường là tháo không có ra động cơ được đâu. Những chiếc xe gần nhà của mình chắc mình sẽ giữ lại đi. Mình sẽ đi đến những cái chỗ đây có chiếc xe nè. Xe ở đây thì kiểu như nó bị hư á, nhưng mà tháo đâu đi. Xe này không có lút được, mấy chiếc xe không lút được thì mình sẽ tháo ra luôn. Còn mấy chiếc xe lút được thì ở gần nhà thì mình giữ lại. À có xe siêu thị nữa nè, xe siêu thị này chắc tháo được cái phế liệu thôi. Đây phía đằng xa xa trước nè, chắc đi xa thành phố một chút đi, để dành lại ở đây để mình còn lút nữa. Xe này có lút được không á, nhìn thấy nó cũng còn mới nè. À chiếc xe này lút được và nó reset là ui có thêm đạn nè. Xe lút được thì giữ lại thôi. Xe mới có chiếc xe nữa. Rồi xe đó để dành lút đi. Xe cấp cứu này cũng lút cũng ngon lắm nè, cho nên mình cũng sẽ giữ lại luôn. Quẹo qua à, chỗ này. Chỗ này xe này lút không được đúng không? Chứ không được thì tháo thôi. Tháo toàn là được xăng á. Xe hư thì được xăng nhưng mà lại không có được động cơ. 700 mấy bình xăng các bạn, lướt xăng nhanh lắm. Xăng lát nữa mình đem về để mình đổ cho chiếc xe mới của mình, motor luôn. Phía bên này có thêm cái xe hư nữa. Xe hư đâu mà nhiều dữ vậy này không biết. Xe hư không có động cơ rồi. Đi tiếp đi ha. Mấy căn nhà nhỏ nhỏ này, à ở trong có chiếc xe các bạn. Xe này hình như là cũng là xe hư luôn rồi. Trời ơi, còn là xe hư thôi, lỡ vô rồi tháo luôn. Xe qua trong nhà này có gì không? Wow, nghe tiếng có zombie rồi nha, đắm mấy bức tranh luôn, thử cái chó gì không. Nghe có tiếng zombie ở phía đằng sau rồi. Xe này có cà phê, còn mấy đồ lên trên thôi. Bây giờ mình đang cần có cái động cơ các bạn. Xe đi nhanh, nghe tiếng gì vậy? Ây da, ây da, ây da, quỷ heo. Mày ơi, ây da, rồi luôn. Ờ tưởng zombie nghe tiếng rồi bị chón luôn các bạn, bị nhức cái đầu luôn rồi. Bây giờ phải cần có Ben Killer ở nhà rồi. Thôi đi tiếp đi, lát nữa về uống Ben Killer sao. Trời ơi, quỷ heo nó hút cái chân mà bị chón cái đầu á, bị nhức cái đầu. Không hiểu luôn, nhức cái đầu với con heo được chứ. Ở chỗ này chỗ xi măng nè, xi măng này thì lút rồi. Hôm nay thường thường là ngày thứ bảy đó bạn, sao cứ sau 7 ngày á là máy bay nó sẽ hạ hính một lần á, mà tới giờ thì chưa thấy anh, chắc là lát nữa mới hạ. Đây là lại tiếp tục có chiếc xe, sao giống cái chỗ này mình mới á. Cái chỗ này có cái shop bán hàng giống chỗ gần căn cứ của mình nè, nhưng mà chỗ này chỗ khác nữa rồi. Lại tiếp tục những chiếc xe bị hư thôi, không có chiếc xe nào còn mới hết vậy. Ra phía bên đây là ra ngoài ngoại ô rồi, ngoại ô của thành phố. Rồi xe nó cũng ít đi và lại tiếp tục chiếc xe hư nữa. Xe này là xe mới đúng rồi, mới phải không?
hư luôn rồi các bạn. Còn là hư không à. Mấy con zombie nó dí nữa này, thôi chạy 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 chạy. Nghĩ nghĩ về những căn nhà xem ơi, căn nhà là có xe không, mình vô mình lướt. Căn nhà nhìn cổ cổ đẹp quá. Kiểu thiết kế hay phong cách cổ cổ á. Còn phía bên đây thì khu này hiện đại hơn. À, phía bên kia mình thấy có cây xăng đó không? À đâu, đúng rồi, đúng 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 đúng. Cây xăng là có nhiều xe lắm. Tại rồi. Tấp 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 vô tấp vô. Thử mấy con zombie trước đi ha. Ok. Đại rồi. Lút chiếc xe rồi tháo chiếc xe luôn. Quay. Có linh kiện để chế tạo búa nữa nè để giành được. Vừa tháo thôi. Hy vọng. Ui tháo banh chiếc xe luôn. Có động cơ không? Không có rồi. Đây thì chỗ này lút không được tháo luôn. Cái nào lút không được thì tháo luôn. Chỗ này thì chắc chắn là có xăng. Đó 200 mấy xăng liền. Và ngang tí gầm gừ. Gầm gừ gầm gừ. Quý bên đây thì có thêm một chiếc xe nữa. Xe này thì không có lốt được. Và động cơ thì vẫn chưa có nữa. Hên xui lắm. Trời ơi. Cái này có zoom không? Đóng cửa lại một phát. Rồi rồi nghe rồi. Bà chủ bà chủ bà chủ. Ô này là cô chủ, bên kia mới là bà chủ. Thôi bà chủ ra đi, cô chủ cũng ra đi luôn. Lượm hết mấy ghế. Sẵn ở trong này mình lốt luôn á. Cái này kiểu như một cây xăng nhỏ thôi. Cho nên nhìn nội thất ở trong này cũng bình thường lắm. Đắm mấy cái poster này thử xem nó giấu giếm kho báu gì trong không. Có cà phê rồi nữa. Một phát bay màu. Bay màu. Vẫn còn sống nè. Chống cự. Chống cự. Trên kia có cái thùng. Đập luôn. Đập ở trên nhưng mình lút ở dưới trước. Lút bây giờ lút cực nhanh luôn. Ôi cái này là linh kiện để dành chế tạo chiếc xe bốn bánh đó bạn. Ồ học luôn ha. À cái đó là công thức chế tạo thôi, công thức chế tạo con dao nè. Học luôn đi, tái chế mấy cái này nữa luôn. Và cây xăng này nghèo quá, không có gì hết à. Động cơ cũng không có. À thịt con chó luôn, lấy thêm thịt thối nữa. Ok và trong này cũng không có gì đặc biệt hết. Ờ cái máy này mình tháo nè. Máy này như là ra được ống nước với phế liệu. Cái máy này không ra được thép đâu. Nghe tiếng xè xè. À bóng đèn nè. Phía bên đây có mấy cái tủ lạnh nè. Tháo tủ lạnh thử nè. Rớt bánh xe. Cái này là cái tủ sắt thôi. Trên này có cái bồn nước rồi. Có cầu thang để lên phía bên trên nè. Lên trên cái bồn nước này thử có gì không. Rồi không có gì hết à. Mình đập thử à. Đập trong này thử có nước không nha. Ở trong này chỉ được có hồng không, không có nước. Bà nhảy qua phía bên kia luôn. Đi xuống cho nhanh. Trong này không có gì hết. Thôi, mình sẽ đi đến với những căn nhà tiếp theo các bạn. Để tìm những chiếc xe mới hơn nữa. Nghe nghe là một cái bây giờ sương mù mịt hết rồi. Bên đây cái gì vậy? Cái chỗ nhà máy lọc nước hay sao đó. Có rất là nhiều những cái bồn nước. Sương mù quá nhìn cũng thấy được. Có mấy cái túi nè. À bên kêu lớn. Ồ đây rồi các bạn. Thứ mình đang cầm đây rồi. Ok. Sẵn có chai nước nè. Chai nước lẻ lẻ uống luôn. Uống cho nó hồi nước ha. Uống thuốc vô là có nước chứ không có tuột nước xuống á. Đây là những cái thùng container, những cái xe thôi. Và lại tiếp tục là xe hư nữa. Xe hư xe mình nhiều dữ vậy nè. Rồi nghe tiếng gầm rú ha. Gầm rú của con ma nữ ở phía bên dưới. Bị nó luôn. Có thêm điểm kinh nghiệm nữa. Ok. Tiếp tục lên đường thôi. Mấy căn nhà ngoại ô này không có gì hết. Tăng tốc tăng tốc. Nhà cổ nha. Chỗ bé mật ong mà. Có cái trang trại mật ong. Thôi thì mình đi xa thành phố luôn đi. Ra phía bên ngoài này toàn là mấy cái farm rồi không. Bên đó có căn nhà gì nhìn rõ quá. Bên đây là tiếp tục là một cái farm nữa. Căn nhà đổ nát thôi. À phía bên đây hình như là có một cây xăng nữa nè các bạn. Cây xăng ngoại ô á. Tại đây một cây xăng này thì cũng là cây xăng nghèo. Ui nhưng mà cây xăng này có máy ATM các bạn. Đã đến lúc hành nghề rồi đó. Và cây xăng này mình có thể lút được nè. Lút được thì mình giữ lại đi. Rồi máy ATM. Khoan đã. Nhìn xung quanh đây xem có con zombie nào không cái đã. Rồi rồi. Đã đến lúc rồi. Chắc chắn là mình sẽ có thêm tiền các bạn. Đem tiền về để mình bán. Mình đổi với ông bán hàng lấy thêm tiền đồng nữa. Sẽ có một phát thành công luôn nha.
Như cái thành công luôn. Nếu mà thành công luôn là mình không có tốn. Ủa vậy chứ, không có tốn 1.500.000 nha. Với 1.500.000 tiền mày bán được 2.000 máy các bạn. Trời ơi, phải nói là chạy máy ATM là ngon nhất luôn á. Kiếm được tiền cực kỳ nhanh luôn. Đây có mấy cái thùng rác thôi, keo luôn nè. Còn phế liệu thôi. Rồi xem trong này có xe không. Không có xe rồi. Trong này là một cái tiệm tạp hóa của công ty. Dạ. Từ từ. Hấp tập vinh đó một phát à. Rồi hụt luôn, hay quá. Kìa. Rồi nó vậy mà không trúng nữa chứ. Làm nó giả cho mình cái. Trong này thì có mấy cái bàn thôi. Thuốc nhuộm màu đỏ à. Cái này là đôi dài. Đôi dài để trang bị lên thử à. Thái chế luôn đi. Rồi. Mời theo bưởi. Vẫn chưa chết. Bắn trúng cái tay của nó thôi. Có nước rồi. Rút nhanh nhanh luôn. À, đây rồi các bạn. Ui. À, phải. Không ngờ trong này có chiếc xe. Tháo chiếc xe này luôn mới được. Phải xử hết mấy đám này. Ok. Đóng cửa lại. Đó nè. Ừ, có hai con các bạn. Và tháo chiếc xe này mới hy vọng là sẽ có được cho mình động cơ. Động cơ đi. Rồi luôn, hư chiếc xe luôn các bạn. Mà không có cái động cơ nào hết. Quá là nhỏ luôn. Bên này có mấy cái máy này. Công thức chế tạo cái máy này hả? Ôi, được các bạn. Cái này cái chim. Cái chim, đây rồi. Cái chim trong này nè. Nhưng mà còn có cái hũ này nữa. Cái hũ bia này nè. Cái hũ đó mình không có trong này. Cái hũ đó chắc phải đi tìm rồi. Tự tìm hoặc là tấm xe này có thể thu hoạch được không? Ừ, polymer thôi. Trong này còn mấy đồ linh tinh thôi. Và vẫn chưa có cái động cơ của mình cần nữa các bạn. Phía đằng sau này thì có xi măng nè. Ôi, một phát chết luôn kìa. Đập bằng cái này cũng chết đó các bạn. À. Wow. Ôi, vô tình phát hiện ra. Vô trong này loot nhìn thấy có cái cửa sập. Trong này có xi măng rồi, quên đi, hay cái sản mất tiêu rồi. Mà đi xuống phía bên dưới thử nha. Sẵn mình khám phá luôn mới được. Oh. Wow. Chỗ này có một cái cửa. Cửa vâu luôn á. Wow. Căn phòng sinh tồn như này ha. Của những người còn sống sót nè. Nhưng mà rất là tiếc là cũng bị biến thành dơm hết luôn rồi. Và trong này nhiều đồ lắm. Nghe có tiếng dơm ở phía kế bên nữa. Tóc cho một cái luôn. Ôi, căn phòng này đầy đủ tiện nghi ghê luôn đó bạn. Có toilet nè, có nhà bếp nè. Và có chỗ để đồ nữa. À thôi. Đặt luôn quá. Trên này thì lút một cái. Đây là linh kiện để chế tạo rocket. Quá dữ dội. Rocket chắc là nó end game rồi. Thì cương dục bỏ nó đi. Dưới này thì linh kiện để chế súng với lại cuốn sách nữa các bạn. Cuốn sách này thì cuốn sách đó bây giờ mình phải học luôn một cái hay là học luôn đi để lấy điểm kinh nghiệm đi rồi. Trong này thì còn mấy cái tủ nữa thôi. À, bên đây có súng nữa không? Linh kiện chế tạo dùi cui. À, chế tạo búa. Búa sắt rồi thôi. Còn là mấy chai nước không à. Nuốt luôn mấy cái chai thịt tinh. Vậy là xong rồi đó. Trong này chỗ như kiểu đào mỏ. Cũng lắp đồ tường đá đâu, nhìn cũng cẩn thận lắm. Và trong này có máu. À, mấy cái máu linh tinh. Dục giấy bớt đi. Đây ông chích về. Rồi, được hả bạn? Bây giờ thì lên phía bên trên thôi. Nói chung là dưới này thì không có gì đặc biệt lắm. Rồi, lên đồ tiếp thôi các bạn. Cây xăng này thì có được xăng. Nãy giờ mình loot thì được bao nhiêu xăng rồi nha? 4.000 mấy, gần 5.000 xăng luôn rồi đó. Và hướng bên kia là hướng căn cứ của mình. Cho nên đi hướng ở phía bên đây nè. Đó, ở phía đằng xa xa mình thấy có chiếc xe màu trắng đó. Chiếc xe đó chắc chắn là chiếc xe rất là còn mới. Để có thể có động cơ á. Hy vọng nha. Thử vận may của mình, thử coi có không. Ở trong kia thì lại tiếp tục có thêm một chiếc nữa nè. Chiếc này nhìn mới lắm. Và đồ thì mình sẽ cất bớt ở trong này đi. Đó, gọn gương liền các bạn. Bắt đầu tháo xe thôi. Gọn gương tăng may mắn lên nè. Rồi luôn. Có vẻ như không có rồi. Ồ, có cái bình ắc quy các bạn. Có cái bình ắc quy mà không có động cơ nữa. Bên trong này có thêm một chiếc xe nữa. Được luôn. Rồi luôn, không có luôn. Vẫn chưa có được cái động cơ nữa các bạn. Đi lang thang nãy giờ luôn á. À đây, lại tiếp tục có thêm một chiếc xe nữa nè.
hành nghề tiếp thôi chứ sao giờ. Thâm ngàn đi farm. Rồi. Động cơ nè. Đó, có động cơ rồi các bạn. Hay rồi. Wow. Sao nãy giờ thì cuối cùng cũng đã có cái động cơ. Ôi ôi. Rất là kém may mắn luôn á. Lúc nãy giờ rất là nhiều xe mới có được em nó. Bây giờ thì đi về thôi các bạn. Đi về hướng nhà mình, hướng phía bên kia. Tính thì vẫn chưa rớt nữa. Chắc phải tầm... Ủa bây giờ là 16 giờ luôn các bạn mà chưa thấy rớt á. Chỗ này vòng tròn. Cái vòng tròn này giống như trong GTA San đó bạn. Cái khu nhà của cái thằng gì đó. Cái thằng một phe màu xanh xanh đó bạn. Bạn nào có chơi GTA San thì chắc biết anh. Vòng tròn này nhìn quen lắm nè. Nổi con zombie. Nó chạy vòng vòng vậy. Thôi chỗ này luôn. Đây lượn từ từ nha. Đó. Chết 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 chết. Oh my god, chảy máu chảy máu chảy máu. Bắn 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 bắn. Ôi tính bốc đầu leo lên cái thềm đó mà không được. Stop cho một cái nè. Stop cho một cái nè. Không mập luôn nè. Bắn trong thành phố thì nó dí dữ lắm. Chảy máu nữa rồi. Ây chà, chiếc xe của mình bây giờ chứa đồ đâu có bích up lên được đâu. Tụi xe nó chạy dữ vậy nè. Dữ này chạy ghê vậy. Trời ơi, nó điên loạn lên thấy gớm quá. Ok, ủa coi kìa. Đông dữ vậy bro. Bị chạy tay luôn rồi. Nhảy vô nữa nè. Đông dữ vậy. Mấy đạn mình đem theo nhiều á. Cấp cho một cái. Ok à, mọi thứ cũng đã trở nên ổn ổn lại đó. Chiếc xe bây giờ không biết up lên được cho nên phải tìm cách chạy lên trên thôi. Cố lên, cố lên. Đúng rồi, leo lên từ từ. Trời ơi. Nghĩ mới chịu lên á. Và lại tiếp tục quay trở lại thành phố đông đúc rồi. Trong này có nhiều xe lắm. Có cửa hàng các kiểu đó anh. Nhưng mà đã có thứ mình cần ở bạn cho nên nhanh nhanh để mình lủi thẳng về nhà luôn. Rồi cuối cùng sau một chuyến đi đó các bạn. Chạy tay, chạy chân, tùm lum tùm la hết á. Mình cũng về tới nhà của mình rồi. Lấy hết đồ alo một khóa. Còn tiền trong này á. Tiền để dành từ từ đổi với ông bán hàng luôn. Còn bây giờ thì vô phía bên trong. Nãy giờ đi cũng khá là lâu các bạn. Ở nhà chắc là nó cũng đã chế tạo xong cho mình cái lò luyện thép rồi đó. Vậy chỉ cần lấy ra bỏ trong cái lạnh nung thôi. Xem là xong chưa nha. Đó xong rồi nè các bạn. Ê chào, bây giờ đồ nhiều quá. Cất tạm trong này đi. Và mình sẽ bỏ cái này vô trong này. Nó sẽ giúp cho mình. Đó bây giờ nó sáng nè các bạn. Lấy ra nó tối đi liền ha. Lấy ra nó mất tiêu nè. Bỏ vô nó sáng lên liền là mình có thể nấu ra được 100 mấy cái luôn hả. Wow. Sắp tới mình có hết tài thoải mái luôn rồi các bạn. Và đồ linh tinh, đồ đạn, đuốc, đồ các kiểu rồi. Mấy cái em... Mấy cái kiểu như để hút súng rồi mình có ở trong này thôi. Đồ ăn, thức uống, đồ quăng đại trong này. Đổ đại trong này. Máu me nè. Linh kiện ha. Linh kiện thì chắc là từ từ. Mình bỏ vô sau đi. Bây giờ mình cần phải chế tạo cho mình cái sườn xe. Cái sườn xe thì cần có thép. Thép thì... Trong này... Ồ, bắt đầu có hai cục rồi nè các bạn. Đồ trong này thì bắt đầu... lấy hết ra đi. Xem có còn thiếu không? Tay cầm mình có rồi cho nên không cháy nữa nha. Cháy cái là đi luôn á. Chừng chờ thép thôi các bạn là xong rồi. Thép rồi bắt đầu nâng cấp lên cái này. À còn có bánh xe nữa chứ quên quên. Bánh xe thì cần có cái chai này nè. Kết hợp với lại cái gì á. Nó tên là que nó. Queo gì đó. Trong này cần có thêm than nữa ha. Than thì trong lò nung đang nấu. Nhưng mà than ở phía bên căn phòng nấu bê tông này của mình thì có nè. Lấy ra luôn để bắt đầu đóng cửa lại. Chế tạo luôn. Chế tạo à, hai cái bánh xe đi. Trời ơi, một phút các bạn. Giờ chế tạo luôn, nãy đứng dậy bấm chế tạo luôn ở nhà đi ăn. Rồi sau đó thì đi loot và bây giờ về là xong rồi. Rồi trong này thì có được thêm 6 cục nữa. Thật là 17 cục. Quay trở lại với chiếc mô tô của mình mới được. Chế tạo mô tô này rất là căng luôn á. Cần có thêm 6 cục nữa thôi các bạn. Là đủ rồi. Thêm một cục nữa nè, 18 cục. Ngồi chờ từ cục luôn á. Đó, cuối cùng thì mình cũng đã có đủ 25 cục các bạn. Ngồi đếm từ cục luôn á. Và chế tạo một phát, trời ơi, 2 phút hả. Bánh xe thì cũng đã xong nè. Cái cổ xe cũng đã xong nè. Còn cái sườn xe. Với lại cái này thì cần có đủ hết hả bạn. Chỉ còn cái sườn xe nữa thôi là xong. Mình sẽ để xuống phía bên dưới này đây. Động cơ rồi ha. Tắt xuống phía bên dưới này luôn. Bình xe thì tắt xuống phía bên dưới này luôn. Còn những phần còn lại thì cứ cất đi trong cái rô ở trên này thôi. 3 giây nữa thôi các bạn, 2 giây và
biên một cái mình đã có cái khung sườn xe và bắt đầu ráp thành chiếc xe. Trời ơi, lại thêm 2 phút nữa hả? Lâu dữ vậy. Trong lúc chờ đợi thì mình qua phía bên đây để xem coi mấy cái lò nung này của mình thì nó đốt hết đá luôn rồi. Nhưng mà bây giờ thì không cần có chất đốt thì chắc là phải lấy gỗ ra thôi. Lấy gỗ mình tách ra để mình bắt đầu chế tạo thêm xi măng á. Sắp tới còn phải nâng cấp cái bẫy của mình ở phía bên trên nữa đó các bạn. Để là bỏ trong này để nấu thêm. Bây giờ chủ yếu là nấu ra xi măng thôi. 1000 trái hả? Giờ hết đá rồi. Cần phải đi đào đá thêm nữa mới nấu được xi măng thêm. Bây giờ cứ cho nó ra ngoài hết đi. Không có tiếng. Mình không có tiếng gì trên đúng không? Mình nghe tiếng zombie đập phá trên hay gì á. Đúng rồi các bạn, đó. Nghe có tiếng đập phá trên này mà. Nè, mày hả bưởi? Kéo đồng bọn tới không? Trời ơi, đang chế tạo cái xe trên cũng không yên nữa. Và hình như là không có đồng bọn các bạn. Nó đập cái cửa hầm này của mình nè. Ghê vậy chứ. Kìa, có ông mập nè. À, có ông mập xuất hiện từ xa thôi. Để tỉa ông mập luôn. Ok. Bây giờ mình có được phép rồi, sắp tới mình làm mấy cái turret đó bạn. Mấy cái cây súng bắn tự động á, mình lắp ở trên này thôi. Mấy con quỷ zombie nó mà tấn công vô căn cứ của mình nó sẽ bị tự bắn và tự chết hết. Và trong này thì đây rồi các bạn, đã có được chiếc xe. Mình sẽ đặt chiếc xe cùng với chiếc xe nó bự. Wow. Chiếc xe bằng thép có khác các bạn. Nhìn nó có gai ở phía đằng trước thôi ha, nhìn nó cứng cáp lắm. Và xem coi cái túi. Túi ôi 4 slot ngang luôn ha. Và dài coi nè, nhiều hơn hẳn chiếc xe kia luôn á. Và đổ xăng vào các 2500 hả, tốn 2500 bình xăng và xăng còn dư thì mình sẽ có cái trong này luôn. Bây giờ thì bích ấp chiếc xe này lên phía bên trên để mình đi thử xe mới được. Bây giờ là 20 giờ, 22 giờ mấy con zombie nó bắt đầu điên loạn lên cho nên mình còn khoảng thời gian dài lắm. Thì xuống phía bên dưới chiếc xe này thì bây giờ phải lấy hết đồ ra mới được. Rồi, chốt chiếc xe này vô luôn đi, mình sẽ đặt xe mới ra đó. Nghe âm thanh động cơ đó nè. Ô, chạy nhanh lắm các bạn. Lượn nè. Ô, rip rồi, rip rồi, quay đầu luôn á. Chạy hẳn đi trong thành phố nha. Chạy nhanh hơn hẳn các bạn, chơi xịn nó khác ha. Cái xe này có gai ở phía đằng trước. Lũi trong mấy con zombie, chắc mấy con zombie chết luôn quá. Nhìn gai nè. Ô, lĩa chỉ. Bây giờ thì vô phía bên trong này. Xem có con nào. Trong thành phố à, đây rồi, đây rồi, lũi mày hả bưởi, văng lên chết không. Xe lũi mày hả bưởi, ồ văng luôn nè, ghê nhá. Nè thêm một cái nè. Ồ, nhưng mà không được đam nhiều á, đam không cao hết đâu. Và xăng cho tuột xuống nhanh dữ vậy nè, tốn xăng ghê luôn á. Và lũi cho một phát vẫn chưa chết à. Tính ra lũi cho nó văng ra chứ nó không chết các bạn ơi, không chi nhê hết à. Chạy xa thử nha. Đại, chơi đùa với con zombie luôn. Lấy chấn sạch xa một chút. Rồi, quay xe trở lại nè. Rồi, kéo hết ga, hết số, bốc cho một cái. Ủa, ba con zombie luôn rồi. Không chi nhê nó, chắc phải xuống đập nó rồi. Thử nha. Giờ lũi thẳng nè. Hết ga, hết số, không chết nổi, không chi nhê đó. Xuống đây mình chơi đó. Đâm vô một cái. Con này trâu dữ vậy. Ây da, ghê vậy. Rất là trâu luôn. Ôi, ôi. Cửa hàng food rồi. Có mấy chiếc xe nè. Sẵn đây tháo luôn chiếc xe này nhưng không có loot được. Mấy chiếc xe gần, xe này loot được hả? Thôi, mấy chiếc xe gần thành phố đó bạn, gần cái căn cứ của mình đó thì mình sẽ giữ lại á. Và ghé lên cây xăng thử xem coi hôm nay nó có mở bán lại chưa nha. Cây xăng bữa giờ toàn bị khóa thôi. Chưa có mở lại. Cái này không có lấy được đâu à. Và còn 75% xăng nha, đổ thêm một phát để thử coi tốn bao nhiêu xăng. Đổ xăng này đổ ha. Chứ anh nè. Mày bóp càng á, càng giống như càng mấy bánh bò quá vậy. Đây là mở cái mod, ồ có thể mod ở trong này đó bạn. À nạp nhiên liệu vô nè.
Mình đâu có đem theo nhiên liệu đâu, nạp vô. Ủa quên đó. Có nhiên liệu đâu, phải có nhiên liệu trên người mình mới có thể đổ cho được á. Mà sẵn này lướt cái chiếc xe này thử coi có gì trong này không. Cái chiếc xe này là xe còn mới luôn nè, mấy xe hư mình tháo hết rồi. Ok không? Chứ mình đây, à có chiếc xe hư nè, tháo chiếc xe hư để lấy thêm một ít xăng nữa. Ôi, cái cây này giống cái kẹo nhỉ. Ồ, cái kẹo này là chắc là Giáng sinh rồi, có thể làm vũ khí được nè. 20, 23 đam. Bao quát tấp thì được bốn mấy đam luôn hả? Trong khi cây búa này của mình thì vẫn mạnh hơn á. Cây này đánh thì xem coi, nó trừ stamina đi thì 30, 36, còn cái này thì trừ stamina có 20 à. À đúng rồi, đỡ tốn stamina hơn. Cái sáng sờ tiêu luôn. Wow, cái sáng xỉn các bạn, giờ đỡ phải chế tạo cái sáng rồi. Cái này lướt thêm cái cuốc sờ tiêu nữa thì ngon luôn á. Ở đây thì tháo cái xe này luôn đi, xe này không có lướt được, tháo luôn để mình lấy thêm phần xăng của nó. Xe này lướt rồi nha. À, bây giờ thì thử đổ vô xe, vô xăng như xe thử nha. Đó, nó hiện ra nè. Ôi trừ hết luôn á, mà lên 100% trở lại nè các bạn. Lướt từ chiếc xe được 700 mấy bình xăng nha, đổ hết cho chiếc xe luôn, tiếp tục vượt thôi. Và bây giờ thì sắp sửa 22 giờ các bạn, sắp sửa đến với buổi tối của ngày tiếp theo rồi. Và trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã chế tạo được cho mình thành công chiếc xe bằng thép rất là xịn sò luôn á, chạy nhanh hơn nè, giúp cho mình có thể đi xa hơn và có thể giúp cho mình chứa được nhiều đồ hơn các bạn. Đi xa mình có thể bỏ đồ ở trong này chứa nhiều lắm, có tha hồ mà chứa đồ luôn á. Nhưng mà thôi, lấy ra để cất vô nhà của mình đã, và pick up chiếc xe này của mình lên luôn các bạn, để đem xuống phía bên dưới đi ăn. Trong lúc buổi tối thì chắc là trong thời gian giữa hai tập các bạn, tối tối mình sẽ đi đào thêm cái phần ở phía bên dưới cái căn cứ của mình đi, để lấy thêm phần đá với lại mở rộng ra thêm cái phần ở trong này nữa. Ở căn phòng phía bên đây nè, chắc là phải ốp gỗ lên luôn các bạn cho nó đẹp đi ha, giống giống như mấy cái căn phòng phía bên đây nè. Và chiếc xe thì để ở phía bên dưới này để ngắm nhìn em nó luôn các bạn, nhân vật chính trong tập ngày hôm nay mà. Đó, sau khi mà luyện được thép á thì sắp tới tha hồ mà có thép để sử dụng nè. Cũng như là trong tập ngày hôm nay thì cũng đã chế tạo được một chiếc xe xe máy xịn sò luôn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng khá là dài rồi các bạn, cho nên có lẽ là mình cũng phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực nghiên cứu làm thêm tiếp theo về cái series lần này cho các bạn cùng xem luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye.